Xin chào anh em nhé. Hôm nay mình nhận được một cái bánh răng của bạn ở bên Hải Phòng nhé. Bộ bên đá bên. Hôm nay mình nhận được bộ bên đá của bạn bên Hải Phòng. Hiện tại là bạn ấy đã mua bánh răng bên mình về nhưng mà lại không biết cách lắp. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách lắp cái bánh răng này. Đấy. Thì bên mình đang cung cấp ba loại bánh răng. Thì là của ba hãng các bạn nhé, Na, Pala và Hitachi. Đây là của Pala này, tất cả bánh răng hình thức thì nhìn nó rất là giống nhau nhưng cái cá của nó chỉ khác nhau một tí thôi, cho nên là các bạn phải mua đúng bánh răng thì mới lắp vào được. Tiếp theo nữa là các bạn phải biết được cái tủ của mình đang là của hãng gì, Na hay là Hi hay là Pala. Thì đây con này của bạn, đây là con Nationa. Thì Nationa thì các bạn phải lắp cái loại bánh răng Nationa này. Đây. Bên mình đang cung cấp loại bánh răng nhỏ và loại bánh răng nhỡ. Đây là bánh răng nhỡ. Đó. Thì là các bạn là cái nhỡ này có thể lắp chung được hết các bạn nhé. Còn cái nhỏ này thì phải đúng bánh răng thì mới lắp được. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn là cách lắp cái bánh răng này làm sao cho nó đúng và chạy được. Đấy, chứ tránh tình trạng là các bạn là mua nhưng mà các bạn lại không tự lắp được và lại điện nhiều cho mình thì dẫn đến là nó rất mất rất nhiều thời gian. Thì để lắp được cái này thì các bạn cái bánh răng nhỏ nhỏ này nhé thì các bạn không phải để ý vì là nó đã ăn luôn rồi, nhưng lưu ý cho các bạn một cái bánh răng to này, cái bánh răng nhỡ này, cái bánh răng nhỡ này nhé là các bạn cái mẫu của mình ấy, là nó không được chuẩn như cái bánh răng gốc của nó. Nếu các bạn để ý này, mình sẽ chỉ ra cái lỗi đấy để cho các bạn sửa này. Cái bánh răng này mình đặt là nó đang bị thừa, đây đang bị thừa cái chân này. Các bạn để ý nhé, là mình để cho cái máy nó, cái này nó hơi, đây này, đây là cái khe của bánh răng này, đây này. Thì hiện tại là chỗ này của mình đang bị thừa một đoạn này. Đây, có nghĩa là khi các bạn để ý ở cái bánh răng cũ của các bạn ấy là cái mấu ở đây là nó vừa bằng cái bánh vừa bằng cái chấu răng này này. Đây này. Đó, mình sẽ lấy bút mình tô đấy nhé. Đây, mình sẽ đánh dấu. Hiện tại là các bạn phải để ý cho mình là đây là cái bánh răng cuối cùng. Đó. Đây là bánh răng cuối cùng và cái chỗ này của mình đang bị thừa này. Ví dụ các bạn kẻ thẳng đây nhé. Kẻ thẳng đây. Thì là cái chỗ chấu này đang bị thừa một đoạn đây này. Đó, đang bị thừa cái đoạn đen đánh dấu này này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Thế nên bây giờ các bạn phải dùng phân dao này, dao tem hoặc các bạn dùng cái gì các bạn dùng. Các bạn chặn thẳng đây xuống và cắt cái đoạn đen thừa này đi. Đó. Thì là nó mới sẽ giống cái bánh răng kia. Như bên này là ok, bên này chạy một phát thẳng luôn này. Không thừa nhé, đây, bên này là ok này. Đó. Đây là ok nhé, không bị thừa. Không bị thừa chân đây này. Đấy, nhưng bên này là đang bị thừa chân. Thừa đoạn này. Bây giờ mình sẽ cắt đoạn này đi cho nó bằng. Thì các bạn lắp vào nó không bị lệch, không bị lệch. Vì là do đặt nó phải làm sai. Cho nên là các bạn phải nếu mà các bạn tự về làm thì các bạn dùng con dao hay là làm gì đó các bạn cắt làm sao cho nó thẳng xuống để cho nó bằng cái chân này là ok, là lắp vào là được. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình cắt. Đây mình sẽ lấy luôn cái này mình thử luôn cho anh em nhé. Mình sẽ cắt để cho nó bằng. Cái này nó cũng hơi khó cắt các bạn vì nó tương đối là cứng nha các bạn nhé. Nên các bạn cắt cẩn thận. Một là nó vào tay thôi, chứ còn thực ra thì tùy các bạn cắt kiểu gì cắt. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành cắt cái đĩa nhé. Vậy là các bạn cắt bằng như này là ok này. Đây, mình đã cắt rồi nhé. Đó, mình sẽ dùng con dao mình lại mình cắt đây, nó phải thẳng tăng như này xuống là được. Đó, từ cái mép bên răng cuối cùng này ăn thẳng xuống. Thì là nó mới vào được cái cạnh của cái giống cái cũ nhé. Đây. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình lắp vào cho anh em xem nhé và thử cho anh em luôn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách lắp luôn. Thì đây là bánh răng to nhất
để gắn vào khay đá này. Đây là bánh răng nhỡ, thì mình sẽ xác định cho anh em hướng để anh em để cái bánh răng to này. Thì cái hướng của nó này, các bạn lưu ý cho mình cái chỗ rãnh này, đây nó có đoạn khe hốc này, thì ở trên này nó có 3 điểm nhé, 4 điểm, 3 điểm, thì cái điểm này là to nhất, cái rãnh to nhất, điểm này bé không phải này, thì các bạn để ý cho mình mỗi cái điểm to này thôi. Điểm to này thì nó sẽ cùng với cái chấu, đây chấu này mình sẽ đánh ghen vào đây. Đây, đây là cái chấu ngang này, đen to kể cả cái cũ nó vậy nhá, đây nó có cái chấu này. Đây là cái này nhựa này nó trắng các bạn không nhìn rõ. Đấy, đây là cái chấu này, thì các bạn phải lắp cái chấu đấy vào cái chỗ khoảng trống của cái khe này. Đây, đây ví dụ là đây là cái khe ở bánh răng to nhé, thì quay ngang cái bề ngang của khe đá này, cắm vào này, thì các bạn phải lắp được cái chấu đấy là vào cái khe trống này. Rồi, khe trống này chứ không phải trống bên đây nhé. Đấy, trống bên đây là không được, nó phải ở bên này, vì là nếu mà để bên này là nó sẽ bị lệch, các bạn phải lắp đúng vào cái chỗ này. Đó, cái chỗ này là vừa này. Đó, thì khi các bạn cắt xong cái chân này, nên nếu mà các bạn mua bánh răng của mình nhé, các bạn cắt xong ở đây thì các bạn lắp vào nó sẽ vào như thế này. Còn nếu mà cái bánh răng của các bạn chưa vỡ thì các bạn gắn theo chiều như này là ok. Thì bây giờ mình sẽ gắn vào cho các bạn xem luôn. Đây là cái cần gạt, các bạn ấy tháo gửi ra cho mình thì đưa cho mình cái này thôi. Ok. Đấy, các bạn cứ tháo rời hết ra như này, không vấn đề gì cả, rồi lại lắp vào thôi. Bây giờ mình sẽ tiến hành lắp nhé. Đầu tiên là cái trục thẳng của cái motor thì nó làm chân rãnh này rồi, để nguyên. Tiếp theo là cái bánh răng nhỏ, các bạn cũng để bánh răng nhỏ, cứ để tự do. Tiếp theo là bánh răng nhỡ thì các bạn xoay nó hơi chếch về đây tí, để cho làm sao nó khi các bạn để cái này này, đây cái để này nó vừa làm ngang này nhé và vừa khớp hai cái này với nhau. Đấy, đấy nó sẽ là như thế này. Đấy, anh em xem nhé. Đấy, hai cái điểm này nó sẽ khớp vào như này, và khi khớp như vậy rồi các bạn lắp lò xo vào. Bây giờ mình sẽ bỏ này ra để lắp lò xo cho dễ lắp nhé. Với vị trí như này mình để như này là ok rồi. Bây giờ mình sẽ lắp lò xo ra để cho nó kéo cần gạt này. Ok, như vậy là đã xong. Đó nghĩa là cái này nó có cái cần gạt thì dễ làm hơn. Rồi bây giờ các bạn phải để cho cái cần gạt này nó hơi vách vách để như này, căng kéo căng lò xo ra như này, thì các bạn đặt cái này lên nó mới là đúng. Các bạn để yêu siêu ra là không được. Đấy, như này là đặt lên là nó bằng luôn và cũng vừa khớp nhé. Và các bạn đậy lắp vào là xong, chi tiết luôn. Đấy, thì các bạn lại lắp lên là nó sẽ in như này, và các bạn bắt vít vào. Bây giờ mình sẽ thử luôn cho các bạn nhé. Ai có nhu cầu mua bánh răng thì cứ liên hệ bên mình nhé, có 3 hãng luôn. Ok rồi, không để gián đoạn thì mình sẽ đi ra cắm trực tiếp vào cái tủ nhà mình để test cho anh em luôn, để anh em biết được là cái này là đúng cái mình đã lắp để quay cho anh em, chứ không phải là trao đổi nhé. Ok, đây này mình nhà mình có một cái tủ giống giống rắc luôn. Ok, bây giờ các bạn để ý là nó vẫn đang ở vị trí giữa nhé. Mình sẽ ấn test cho anh em này. Đó, như vậy là đã đảo luôn nhé. Thì biết làm sao nó quay về vị trí giữa như ban đầu là được. Đó, rồi đang bơm nước bên trong này,
nó sẽ dạo mấy lần nhé các bạn nhé. Cứ để nó quay đi, nó về giữa là ok. Đấy, ben như này là lật ben này, quay lại ben này. Đấy, vị trí ban đầu này, bơm nước này. Đấy, kẹt 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 nhé. Như vậy là ok các bạn. Nào mà có nhu cầu mà lấy bánh răng hay là chưa biết cách lắp thì có thể xem video này, nó là rất là tường tận. Anh em nào mà lắp được mà ok thì hãy để cho lại mình một like để động viên các bạn nhé, hoặc là ủng hộ mua bánh răng của mình cũng được. Hiện tại một bánh răng là 150k, giá vẫn không thay đổi các bạn nhé. Mình sẽ test cho các bạn hết chương trình, khi nào nó dừng thì thôi. Đó, đang bơm nước xuống. Rồi, chuông cũng hết nhé, và cũng kết thúc thời gian. Trục giữa vẫn về làm vị trí ngang là ok. Như vậy là video hướng dẫn cách lắp ben đá và giới thiệu về bánh răng mình xin dừng ở đây. Còn đây là cái bánh răng của bác Hải Phòng, thì bây giờ mình sẽ tiến hành gửi ra ngoài cho bác ấy thôi. Chúc các bạn thành công.